những cái ôm được thúc đẩy bởi sự tin tưởng. David Beckham đã xây dựng một dự án lớn tại câu lạc bộ Inter Miami nhiều năm nay, nhưng chỉ đến khi có Messi thì mới đem lại những chiến thắng và niềm vui lớn, đó là danh hiệu vô địch đầu tiên giải League Cup. Ở Nashville, không ai hạnh phúc hơn Messi, vợ anh Antonella, vợ chồng Beckham và doanh nhân gốc Cuba, Jorge Mas. Nhiệm vụ đã hoàn thành, những cái ôm đã nói lên tất cả, tờ Marca, Tây Ban Nha, viết. Sau khi Inter Miami thắng câu lạc bộ Nashville SC ở loạt sút luân lưu cân não để đoạt chức vô địch giải League Cup ngày 20 tháng 8. Sau trận chung kết, khác hẳn những hình ảnh từng ăn mừng mang tính chiếu lệ khi cùng câu lạc bộ PSG vô địch giải League 1 Pháp mùa trước, Messi đã có một lễ ăn mừng chức vô địch cùng Inter Miami đầy cảm xúc. Siêu sao người Argentina chủ động gọi hậu vệ DeAndre Yedlin đeo băng thủ quân và cùng cầu thủ này nâng cúp vô địch. Trước khi Messi đến Inter Miami, Yedlin là thủ quân của câu lạc bộ, nhưng anh đã chủ động nhường lại cho danh thủ 7 lần đoạt quả bóng vàng. Trước khi nhận cúp vô địch, Messi được cựu danh thủ David Beckham, chủ tịch và đồng sở hữu câu lạc bộ Inter Miami, xuống sân ôm hôn để cảm ơn. Tiếp đó, vợ của David Beckham, Victoria, cũng ôm Messi một cách đầy tình cảm. Các hình ảnh này đã lan truyền nhanh chóng và nhận được nhiều sự thích thú của người xem trên mạng xã hội, tờ Marca đánh giá. Trên tài khoản mạng xã hội Instagram, David Beckham viết, tôi đã ký hợp đồng với cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, tôi rất tự hào, bên cạnh là bức ảnh đang ăn mừng với Messi. Đồng sở hữu câu lạc bộ Inter Miami, danh nhân Jorge Mas cho biết, ngay từ bây giờ Messi đã tập trung cho trận đấu kế tiếp của Inter Miami tại bán kết giải US Open Cup, cúp nước Mỹ. Cậu ấy rất chuyên nghiệp và thực sự là một con quái vật ở các giải đấu cúp. Sau danh hiệu vô địch League Cup, Messi và đồng đội trở về thành phố Miami tổ chức lễ ăn mừng. Ngay sau đó, họ lập tức chuẩn bị cho trận bán kết giải US Open Cup gặp FC Cincinnati, đội đang dẫn đầu giải MLS 2023 khu vực bảng miền Đông, lúc 6 giờ ngày 24 tháng 8, giờ Việt Nam. Đây được xem là thử thách rất lớn cho Messi cùng hai người bạn thân Busquets và Alba trong hành trình chinh phục bóng đá Mỹ.